Hiện nay các ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất, nhất là đối với lãi suất huy động ngắn hạn. Cụ thể ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, lãi suất huy động kỳ hạn 1 đến 2 tháng giảm còn từ 3,6% đến 4,3%, kỳ hạn 3 đến 5 tháng giảm còn ở mức từ 4,3% đến 4,65%. Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng đã giảm lãi suất huy động từ 0,25% đến 0,5% đối với lãi suất huy động ngắn hạn theo dõi diễn biến lãi suất ngân hàng thời gian qua cho thấy lãi suất huy động đã giảm nhanh qua các đợt điều chỉnh, song lãi suất cho vay tại các ngân hàng vẫn diễn ra chậm, không đều giữa các ngân hàng. Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần thì thường là 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 vẫn còn duy trì ở mức cao hơn của khối ngân hàng thương mại nhà nước. Điều này cũng có cái sự lý giải trong thực tế là bây giờ thì các cái tháng đầu năm của năm 2023 thì tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thì trông chủ yếu vào cái việc tăng của các ngân hàng thương mại nhà nước, trong khi đó thì khối ngân hàng thương mại cổ phần thì tăng chậm hơn khá nhiều. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định điều chỉnh các mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6. Theo quyết định này, lãi suất tối đa mà ngân hàng áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng sẽ chính thức giảm từ mức 5% trên 1 năm xuống 4,75% trên 1 năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Được biết đây là lần thứ tư liên tiếp tính từ tháng 3 tới nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện giảm các loại lãi suất điều hành, trong đó tháng 3, tháng 4, tháng 5 mỗi tháng có một lần và tháng 6 bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2023.